những sai lầm hay mắc phải khi ăn thịt bò. Thịt bò vừa thơm ngon lại bổ dưỡng, nhưng nó sẽ mất tác dụng hoặc thậm chí gây nguy hiểm nếu bạn mắc phải những sai lầm sau đây. 1. Kết hợp thịt bò với thịt heo. Theo đông y, thịt bò mang tính ồn, còn thịt heo mang tính hàn, nên nếu ăn chung hai loại thịt này sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của chúng. Bạn nên chế biến riêng hai loại thịt này để đảm bảo giá trị dinh dưỡng và trọn vẹn hương vị món ăn. Thứ hai, kết hợp thịt bò với hải sản. Thịt bò và hải sản là sự kết hợp thường thấy trong nhiều món ăn. Tuy nhiên điều này không tốt vì phốt pho trong thịt bò kết hợp với canxi, magie trong hải sản sẽ tạo ra kết tủa, làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Thứ ba, đó là uống trà sau khi ăn thịt bò. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống nước trà sau khi ăn thịt bò ít nhất 2 giờ vì các chất trong thịt bò và trà khi kết hợp lại sẽ ngăn chặn sự hấp thu dinh dưỡng, đặc biệt còn gây táo bón, khó tiêu, dị ứng. Nước trà cũng không nên kết hợp với các loại thịt khác để tránh tình trạng tương tự. Thứ tư là thịt bò nấu với đường. Thịt bò ăn chung với đường khiến khó tiêu, buồn nôn, đầy bụng. Thời gian dài có thể bị nhiễm độc, nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ nhỏ lại càng nên chú ý. Thứ năm là thịt bò và đậu nành. Cả thịt bò và đậu nành đều có chứa hàm lượng cao purin, nên khi kết hợp sẽ gây tích tụ acid uric trong máu. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh gút. Vì thế không nên dùng chung thịt bò với đậu nành hoặc các sản phẩm từ đậu nành như đậu hũ, sữa đậu nành để tránh gây bệnh. Vậy thì những ai cần kiêng hoặc hạn chế ăn thịt bò? Là người mắc bệnh da liễu, người bệnh tim cơ xương khớp, người bệnh sỏi thận, người bệnh gút, người tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường. Một số trường hợp cụ thể bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thịt bò.